Phía ca sĩ Phi Nhung cho biết, trưa nay 8 tháng 10, ca sĩ Phi Nhung đã được hỏa táng tại nhà hỏa táng Hòa Lạc Viên, Sala Garden. Toàn bộ chi phí hỏa táng đều được nhà hỏa táng tài trợ. Trò cốt của ca sĩ Phi Nhung sẽ nhanh chóng được đưa về Mỹ. Con gái ruột của nữ ca sĩ là Quyên Đi Phạm từng rất mong ước mang được thi hại Phi Nhung về Mỹ để gia đình, cháu ngoại ca sĩ Phi Nhung có thể nhìn mặt cô lần cuối. Tuy nhiên, gia đình phải tuân thủ theo quy định phòng chống dịch COVID-19. Tại Mỹ, sáng nay, chương trình livestream tưởng nhớ ca sĩ Phi Nhung đã được tổ chức, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả khắp thế giới yêu mến cô. Phi Nhung sinh ngày 10 tháng 4 năm 1970 tại Pleiku, có cha là người Mỹ và mẹ là người Việt. Sau thời gian dài sinh sống tại Mỹ, cô về nước biểu diễn âm nhạc và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư hoành hành ở thành phố Hồ Chí Minh, Phi Nhung tham gia vào một số bếp ăn từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Nữ ca sĩ mắc Covid-19 vì có tiếp xúc gần với vài ca F0. Do dương tính với SARS-CoV-2, nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay và một show diễn ở Mỹ vào ngày 22 tháng 8. Ca sĩ Phi Nhung được chẩn đoán biến chứng nặng COVID-19, đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi kèm cơ bão cytokine suy đa cơ quan. Bệnh nhân được chạy ép mua, tiêm phổi nhân tạo, lọc máu liên tục. Nguồn tin từ bệnh viện chờ chảy cho biết, các y bác sĩ của bệnh viện đã nỗ lực cứu chữa hết mình, nhưng ca sĩ Phi Nhung không qua khỏi. Cô mất vào ngày 28 tháng 9 sau thời gian dài chiến đấu với COVID-19.